chỉ có người mới có thể giữ như cây trụ kẻ đất, có thể chống chọi với bão tố của đời. Kiên trì là phải thức những gì ra tới đường lối, bởi vì tên là đứng không hơn được theo gió để không bị gió làm gãy. Cuộc sống như áp lực khiến chúng ta đôi lúc sẽ rơi vào trạng thái cáu giận hay bực tức, và khi đó khi suy nghĩ vô lại về những quyết định hay hành động tiếp theo của mình nên dễ mắc sai lầm, dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này thiên biến vạn hóa và phải luôn thay đổi. Một người khôn ngoan chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc, không tức giận, không suy nghĩ đơn giản, không hỗn loạn, không dướng, duy trì tâm thái bình yên, có thể thoát ra khỏi mê muội và vô biên. Cổ nhân xưa đã dạy, lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau, tâm điểm đối đạo. Chỉ những người khôn ngoan hiểu chuyện mới xử lý cơn tức giận của mình bằng những cách này. Không ai dám buồn trong cơn bão. Người khôn ngoan hiểu rằng khi tức giận càng phải giữ mồm giữ miệng. Một lời nói ra không thể phức lại. Lời khi tức giận như họ đã làm quăng vào người khác, vừa khiến người khác tổn thương, vừa làm hại chính bản thân mình, nên càng cần phải suy xét cẩn thận. Những gì bạn không muốn nghe thì cũng đừng dành để nói cho người khác. Tu dụng đạo đức trong buồn từ tu khẩu, tâm sáng, ác thể thì tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hơn. Người có sự tu dưỡng may mắn các bạn tự tìm đến.